Mẹ nhìn, mẹ nhìn con tử nào, mẹ không thương đàn con của mẹ. Mẹ đau, mẹ đau. Mẹ đau lòng hết luôn. Đàn con của mẹ không thương đau. Mẹ hả? Mẹ thương, mẹ đau thương. Mẹ thương các con nhiều lắm, nhưng mẹ cũng cãi lên trời. Mẹ không cứu được các con mẹ. Mẹ cũng không cứu con. Phật mẫu chồng
diêu trì mẹ đến na điện rồng linh na tiên ngọc chân thượng phụ cha trời ngọc hoàng thương đế vua trời vũ dù phân sanh chúng địa cầu con ơi sống chết dậy đầy đầu đầu năm mở một màn thi người thi vật hao mòn rồi rồi con một cành hồng tranh sớm chiều lý loạn vắng điều hiếu ra mình con đảo cả diền bạc chữ tô mỗi đào con hành chưa đảo đồng con đất hiếp hoàng thương cha mà mất mẹ một nhà tiên mẹ tiên con tục đây rồi con ơi mà bụi thế người người đâu hồng trần sầu nước sầu nổi nước non sầu bà tí niên dịch tràn có môi điều lạ điều lùng người người mắc phải chứ cùng mà từ ở trong trong tờ đâu làm lấy lan mà truyền nhiệt ma gần xa tay nàng mẹ kêu mẹ gọi mơ màng chúng sanh thỏ tờ tay nàng đi ai trời ắt nước thoáng giòn đầu non mà cuối bãi nhìn người đâu lễ còn mẹ trai đi mà khuya đoạn trường thao thức mẹ nhìn con mẹ đi cho kịp tháng giêng về mẹ chào cho đất trưa thời mùng chín đây mẹ chào ngọc đế trời phương đông lâu vàng ngọc hoàng quyền khung gia đình đã rồi con ơi mà mau lè gấp cùng đó sử kỳ rồi diệt đi kỳ người đây quá đặng nhanh thời phúc danh đặng rồi đến cỏ đến cây đến rồi cầm thú tiêu hao bệnh gì người hao rồi vật cũng hao đớn đau mà quan vô chuyện trần nó là chi mẹ khuyên tu đạo ít gì mấy niên mà bỏ đạo bỏ tu vô nghi con ơi
quan trời xứ thì tiêu. Trời phân mà trời định nó lẽ nàng lắm mê. Trời già nổi trần nổi đình, nước non mà thế giới một giờ thôi. Trời vàng hai nghiệt sự phân, trời cha vẫn giữ thì đâu nặng còn. Con ơi ông Phật từ bi, mẹ đất hiền diệu thứ chi cũng qua làng. Dưới trời thì trời định phân, không tin trời đặng thì trời đây phụ phàng. Gió giông giông bão qua nàng, mà người trời thâu đọt nó lẻ làng lắm mê cuốn. Úc châu quả quảng rừng thiếu, tỷ muôn mà động vật còn chi có. Trái rừng mẹ còn héo gió, động tình phụ trí xuất sinh mà mẹ buồn. Con chi con mẹ tấn tuồn, mà giờ con chết mẹ thời làm sao. Con ơi lòng mẹ đớn đau, ra vào trong đời tí niên nó thảm sầu. Rồi đây các cuộc vui chơi, chỗ đông mà người ở nó vẫn tâm hại hùng. Ngõ đường phố xá đều hiu, nhà thương tràn dịch giấy này người ta. La làng kêu dậy đất trời, phố phường mà thành tình ta kêu người chừng canh. Người đâu biết được phút giờ, biết đâu mà tử lộ mà về thăm cung. Đêm nay mùng chín cha trời với cha Ngọc Đế dậy thời con tôi. Lẽ làng phúc chấp con ơi, nước này sông tặng nước kia hại hùng. Đặng người cũng đặng chết cùng một bệnh đau. Con ơi ráng dọn chùi lau, mẹ về khuya sớm tỏ bài kia chán. Sầu thương cũng nổi đôi ba, mẹ về chưa thấy khóa lòng già đâu con. Ngồi buồn đứt mẹ ăn trầu, trầu tim một miếng nó đỏ sầu đau thương. Trầu xanh lá chỉ tơ dương, cao thâm quyền diệu mẹ thương con ngã trần. Con ơi mẹ nhét miệng lần, cầu vô miệng mẹ nhẹ nhàng con. Viết trần sinh tử đó là đưa, rồi đây ai giận ai đưa con về. Con ơi tới tội mồ đèn, bình thường không đạo không tu ích gì. Hôm nay tai nạn dữ kiền, lấy đâu đất nọ mà thần này bảo che. Lòng người ác thú xài là
người tiêu mà giấc nó cũng đem một đường tử thần thần chết nó vào giấy chung người đau kẻ chết đã nằm chết thấy con ơi thành phố nó cũng buồn một con ly loạn dịch nạn bệnh chi ăn trầu mà suy nghiệm thứ chi chân con nước mẹ mà đỡ đau là kỳ ăn trầu lão màu sai trầu bao năm học đạo nhiễm màu có không đi đạo tu ngàn tu nhà tu chợ tu thiền mẫu tu rồi con đừng con đi đi tu về mẹ mới thi cái hội này đêm nay lão mầu mẹ buồn người đau kẻ chết tăng tuồng ra sao rồi đây sự hại ba đầu kinh thiên động địa đất trời cuồn quậy từ nhà phố thị xa gần người người đóng cửa lạnh lùng con ôi dịch này nó đến đủ đôi người thời chưa đặng thì nó thời chưa đi con ơi mong đặng nó đi người còn mạnh khỏe mới hết sầu bi thế giới này ăn trầu mẹ đặng ăn trầu con ở sai điện sai trời đất tiên lạ lùng canh tế là niên niên 20 đằng phút thì người đạo điên khúc cùng ngàn có chư thần thánh không trung có đây lão mầu mẹ hiền đời con hết giả hết lần ăn chay niệm Phật tan bồng con bò bỏ chưa giết đời để tu hiền đến cơn lý loạn mà biết chiếc thiền con đi thiền con mẹ sắp trường thi mỗi con đạo hạnh mẹ cho thi rồi giờ này tức mẹ bồi hồi con tu gặp nạn mấy cái nhiệm màu đổi mẹ cho sắm sửa quân ba cho rồi lâu lắm nặng thời nay qua nàng qua nạn qua tay qua sầu bệnh dữ mới hay ta còn rồi đây khăn áo còn bao quỳnh kỳ nắng dừa mới chiều mẹ kêu mẹ kêu mẹ gọi linh nhi có con mô phật trường thi hậu đàn mẹ kêu tên tuổi thánh danh mơ màng giúp điệp phá trần gian tỉnh rồi mẹ ơi mẹ nói nhiệm màu xuôi lễ nghẹn ngào diêu màu khắp canh tí niên nay thời cuộc thế chưa yên mẹ sầu dân nước khổ rầu mẹ ơi ai con cuối lại mẫu trầu mẫu về điên đảo ăn trầu mẫu đau mẫu đau mẫu tướng lầm già mẫu kêu chư Phật thánh tiên hạ trần Quan Âm Bồ Tát ân cần giữa sơ hải hội cứu nàng dịch ương
Phật Tây Phật Tổ khá thương. Vào năm đó, bệnh dịch cũng ra tay chữa trần. Đến đây con đặng xá lần, có tu đạo hạnh mới nhờ kỳ ba. Con ơi âm đức chữa, một nhà có đạo thì là bình. Mẹ già tựa cửa lâm phan, chiều cung mòn mỏi mẹ chờ con. Chờ con suy lễ nghẹn ngào, chờ con ở nơi nào hả? Chờ con không thấy nhãn hình, bóng kia không có người là chết đi. Chờ con gom lại a tiền đất nằm, trải dài thay tử tử thi. Chờ con lão mẫu cung kim, không an, không an lòng mẹ, loạn ly đến rồng, đại nạn dương gian ngạ. Lữ đồng tư chồng mãi ta, hoàng thanh đế quân ứng hầu, bổn phận hai thanh gia chầu lão mẫu. Người dân trà dưng thủy cho ta, cúc cung xa mãi hàng ngày, tế công hoạt Phật đưa người nhập luôn. Lão mẫu vô cực tối cao, thiên hoàng cũng mẹ, ngọn đuốc vô cực là ta. Thường hai bên lão mẫu có chư thiên thần thường hộ vệ hộ giá nương nương. Mẹ nữ cung diêu trì tòa chương, mẹ mừng các thanh gia Phật gia an lành. Mẹ mừng chư thánh chư thần, các thanh gia tình thân. Lương lương ngự giá tay trào, các cung các tổ nhớ giàu ra ứng hầu. Đế quân khanh hỡi nhớ ứng hầu, máu liền xuống thế cuộc đời nạn nguyên. Phổ đà Nam Hải từ bi, Bồ Tát phụng chỉ Quan Âm đi liền. Quan Âm bầu nước cam lồ, tỉnh mình rơi đặng qua sầu nạn tay. Tử sinh sinh tử, tử thần giàu chết. Cả thành phố sầu thương muộn thảm, dân không còn chất ngất nhà. Loạn ly thay tử thay thi, mới nghiệm ra quyền diệu cơ trời đó đang. Dân nước nào không tin lời mẫu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Nước của mẹ, dân của mẹ, nay đã đến cỡ trời tận diệt. Cỡ trời mà chính con dân xứ mẹ còn phải tiêu diệt lần hồi đó. Nhân quả đi liền phải lành ta tức thời. Nay cớ trời các con đều thấy rõ, con ơi người không qua luật
trời được đâu là người không thắng được thiên thiên đỉnh thì người phải thua. Chỉ có tu đức lành mới vượt qua ba đào nạn dữ tay. Trời sâu đức thầm thế lương, chúng sanh nàng kiếp đã vào cuộc thi, đã vào cuộc thi rồi đó các con. Các con đang vào cuộc thi mà Phật tiên đã nói lâu rồi, mẹ thiên chúng sanh các con tu cũng đã lâu rồi. Cuộc thi là gì? Thi tài, thi đức, thi nhân, thi nghĩa, thi tu hành, thi đạo đức. Kẻ đời quá, không gì đạo đức, không có một chữ tu, lấy đâu chống nổi thiên phong trời dần dụ. Mẹ ăn trầu mùng chín tháng giêng mẹ sầu, tay trời ấp nước. Các con tưởng nàng thương tâm nơi dư cung, lão mẫu thường giàu ra trong đời, trên cõi bờ thiên liên hằng sống. Mẹ thường ngó xuống nơi biển trần khổ các con, nơi mến sông mê, nơi trường giang các con đang trả nghiệp. Mỗi ngày mẹ đều ngồi trên dư cung, mẹ có nhìn ở trường giang khổ hạnh. Các con đang nhấn chìm, đang lặn vật, đang trôi nổi, đang mà trồi đến hợp xuống. Mẹ ngồi yêu cung, mẹ ngó nhìn các con, mẹ không cầm lòng. Không vững an, đứng vững vàng giữa diêu cung ngữ trị. Lần ước cẩm đơn, môn rầm nghiệp điện. Ngồi tỏa an, mà nhìn con ta. Nhìn thảm với sầu các con của mộ, đang tử sinh, đang lẫn hợp, đang chết lần. Ngó đau thương quằn quại nha lão bà, tay rung chung rung nhìn đất nghẹn. Nhìn các con mẹ nhòa đôi mắt, điểm vô di mắt thần mẹ nhạt nhòa. Vì vì mẹ nhìn hoài chăm chú miên man, nhìn mất tận như thuốc bài lòng giả mẹ đi nhớ. Buồn quá, buồn quá mẹ thích thế là tiếng nữ hầu mẹ. Buồn quá không thiết nghĩ triều tướng, dẫn võ Phật tiên chầu lĩnh. Mô Di Đà Phật. Buồn quá mẹ ăn trầu giải ra buồn sầu các con. Biển nghiệp các con một lần,
để các con không còn nữa, các con mới tin đạo, tin mẹ, tin Phật cùng trời thì đã muộn nga mà. Nam mô A Di Đà Phật. Chiêu cung sầu thuyết ăn trâu
tâm mê đắm đau nhà kẻ thương mà không màu đen hoa lụng cũng nơi suốt ngày ngày nào năm đăng ký tiên mẹ khóc con mẹ dài tôi ngồi hiền đất phương thọ tử tai nạn tan trời ắt muốn mẹ hàng con quân một bài thi hai mẹ khóc mẹ khóc thấy đường đi còn nơi mẹ bị ngã nơi tôi yêu mẹ ăn chồng mẹ con tiếng mã lòng sầu nhưng mẹ giận nhớ thương con mẹ ngã nhào như tiền con của tôi đang còn đang sống một mình của mẹ vẫn còn ngây hàng trong tử thần lòng mẹ sao an mẹ chẳng đi mà hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quỳ đi muốn năm ma đồ trì ta minh, xin muốn năm đồ trì chứng minh cho thần cùng các tổ phẩm chứ khăn Phật nha đồng đẳng tham gia cứu mạng mẹ cứu con mẹ.